10 giờ đi ăn sáng tại Sài Gòn hả? Ăn cái gì? Ăn bún hả? Thôi bún ngán lắm, ăn khác đi. Đi ăn cái gì? Mấy giờ rồi? 10 giờ đi ăn sáng tại Sài Gòn. Ăn cái gì? Ăn bún hả? Thôi bún ngán lắm, ăn khác đi. Hả? Có cái gì mới không? Ngày nào cũng bún, phở, hủ tiếu. Thôi ăn bún cũng được. Đây là cái này đi ra được đấy. Đúng rồi, đúng không? Thôi đúng rồi. Anh xong rồi làm gì? Làm gì? Tiền han hả? À, ngân hàng thẻ tín dụng hả? Đóng tiền gì? Tao được gì không? Vui thôi à? Bao bữa ăn sáng, bao cà phê đi chứ. Đóng rồi chưa? Đóng rồi ngân hàng. Đóng ở đâu cũng được hết mà. Coi phim. Sướng không? Quay về cho nhà xem. Karaoke đẹp phải. Mày xấu như quỷ ấy. Quán là tắt mới điên cháo mẹ đi. Điên cháo không? Ở đây có một cái xưởng may nè, công trình này không phải luôn.